Chi và Minh Khoa xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Bản tin đầu tiên cho hay một người trong danh sách liên quan đến khủng bố bị bắn chết bởi cảnh sát Boston. Phần tin chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Tin từ Boston, kính thưa quý vị. Khoảng 7 giờ sáng vào thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2015 vừa qua, một người đàn ông được cho là có thể có liên quan đến khủng bố đang trong tình trạng bị theo dõi bởi các nhà điều tra đã bị bắn chết bên ngoài một nhà thuốc Tây tại Rosendale. Người đàn ông này đã chống lại lệnh cảnh sát. Mặc dù được yêu cầu vài lần nhưng anh ta không chịu buông bỏ vũ khí là một con dao kiểu quân đội cho đến khi cảnh sát và nhân viên FBI nổ súng. Phát ngôn viên của Hội đồng Người Mỹ Hồi giáo là Labrahim Hopper đã nhận dạng người đàn ông này là Usama Brahim ở Boston. Ông ta cũng đã liên lạc được với người anh em trai của nghi phạm là Abraham Brahim, người đang ở California. Người anh trai này đã kêu gọi cầu nguyện cho Usama Brahim trên Facebook. Anh ta cho rằng em trai của mình bị bắn chết khi đang đợi xe bus để đi làm. Anh ta viết rằng người em trai của mình đang nói chuyện với người cha trên điện thoại và rồi đã bị bắn từ phía sau. Người cha cũng có thể nghe rõ tiếng súng. Viên cảnh sát và nhân viên FBI cho rằng họ đã làm đúng với những gì để họ đã được huấn luyện. Chiều cùng ngày, một căn nhà ở Everett đã bị khám xét và liên quan đến vụ việc này. Bản tin thứ hai liên quan đến việc các thành phố của tiểu bang Connecticut ở trong số những thành phố tệ nhất để du lịch vào mùa hè. Phần tin chi tiết do Phương Chi gửi đến quý vị sau đây. Theo tin từ Bridgeport, tiểu bang Connecticut, vài thành phố trong tiểu bang Connecticut là một trong những thành phố tệ nhất trong quốc gia để đi du lịch vào mùa hè. Trang mạng WalletHub.com vừa đưa ra danh sách những thành phố tốt nhất và tệ nhất để du lịch trong mùa hè năm 2015 này. Thành phố của tiểu bang đã đứng thứ 80 trong số thành phố lớn. Những nhà nghiên cứu từ D.K. Sheffield và Associates cho biết rằng khách du lịch dự định sẽ đi du lịch vào năm nay sẽ tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái. Nơi tệ nhất để du lịch theo thống kê từ trang mạng WalletHub là khu Bridgeport, Stamford và Norwalk. Khu vực này xếp hạng 80 trong danh sách. Khu vực này sẽ bị đánh giá tệ trong những hạng mục là chi phí và rắc rối để đến được. Chi phí trong khu vực và sức hút, điều kiện thời tiết và công viên và khu du lịch giải trí. Ngay phía sau là khu vực New Haven và Milford, xếp hạng 79, nơi các nhà nghiên cứu cho rằng chi phí để đi đến đây khá cao. Thành phố Hartford đứng thứ 73 trong danh sách. Thành phố này được xếp hạng tệ và danh mục dân số trong thành phố. Đứng đầu thành phố được lựa chọn là nên du lịch và khu vực Las Vegas, Henderson, Parasite và tiểu bang Nevada. Đứng sau đó là khu vực của Orlando, Kissimmee, Sanford của tiểu bang Florida. WalletHub cho biết rằng danh sách được lấy từ dữ liệu từ trang mạng CarHub của sự lưu hành trao đổi tiền tệ và thẻ tín dụng khi đi du lịch. Danh sách còn nhìn vào sân bay, chuyến bay rẻ và những chi phí khác. Bản tin thứ ba liên quan đến việc hai tổ chức kêu gọi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren sẽ ngưng cuộc vận động. Phần tin chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, trong 6 tháng trước đây, hai tổ chức MoveOn.org và Democracy for America đã bắt đầu cuộc vận động kêu gọi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hãy tranh cử vào Tòa Bạch Ốc cho năm 2016 tới đây. Hai tổ chức này đã bắt đầu các cuộc vận động tài chính, mở các văn phòng tại các tiểu bang có những cuộc bầu cử cơ sở sớm nhằm vận động tranh cử. Hai nhóm này cũng đã quyên góp trên 350.000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư nhằm kêu gọi bà Elizabeth Warren ra tranh cử cho chức vụ Tổng thống. Và bà Elizabeth Warren đã một lần nữa đã khẳng định bà không có ý định này và điều bà mong muốn là làm tốt công việc của mình với chức vụ thượng nghị sĩ đại diện cho người dân của tiểu bang Massachusetts. Theo ông Charlie Chamberlain, chủ tịch của tổ chức Democracy for America, và bà Leia Salman, chủ tịch của tổ chức MoveOn.org cho biết họ sẽ chấm dứt cuộc vận động cho bà Elizabeth Warren với danh đề Run Warren Run. Nhưng nếu trong tương lai bà Elizabeth Warren thay đổi ý định
thì hai tổ chức này sẽ sẵn sàng ủng hộ và tiếp tục vận động cho bà. Hai tổ chức này còn cho biết là họ đã có 9 nhân viên làm việc chính thức tại hai tiểu bang Iowa và New Hampshire và đã chi tiêu trên 1 triệu Mỹ Kim cho cuộc kêu gọi. Hiện nay, phía đảng Dân Chủ chỉ có bà Hillary Clinton hiện đang đứng đầu sau các cuộc bỏ phiếu thăm dò và đang dẫn trên 50 số điểm với ứng cử viên thứ hai, ông Bernie Sanders. Hai tổ chức này cho biết họ sẽ chính thức đóng cửa các văn phòng vào thứ hai, ngày 8 tháng 6 tới đây. Bản tin thứ tư liên quan đến việc cảnh sát đang tìm kiếm một người đàn ông đã tiếp cận những bé trai ở công viên Merrimack. Phần tin chi tiết Phương Chi gửi đến quý vị sau đây. Theo tin từ Merrimack, New Hampshire, cảnh sát Merrimack đang tiến hành điều tra sau khi hai đứa bé trai báo cáo họ đã được tiếp cận bởi một người đàn ông lạ ở một công viên nổi tiếng. Cảnh sát đã cho biết hai bé trai 10 tuổi và 11 tuổi đang chơi tại công viên Twin Bridge và Kiddo vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều thứ Bảy khi mà có một người đàn ông hỏi nếu họ muốn đi xuống dòng sông với ông ta. Đội trưởng Peter Albert cho biết rằng các bé trai đã cho ba mẹ của họ biết về sự việc xảy ra và cảnh sát đã được gọi đến một cách nhanh chóng. Nghi phạm được miêu tả là một người đàn ông da trắng trong độ tuổi 20, cao khoảng 5 feet 10 inch, tóc dài và lôi thôi. Cảnh sát cho biết họ không buộc tội người đàn ông, họ chỉ muốn nói chuyện với những cá nhân, những người có ý định tiếp xúc với các trẻ em. Các phụ huynh tại công viên cho biết họ sẽ trông con họ thật cẩn thận. Cảnh sát cho biết rằng họ đã nhận được một vài nguồn tin. Theo như điều tra viên đang theo dõi những nguồn tin đó, cảnh sát cũng đã cho biết rằng không có những vụ việc giống như vậy được báo cáo ở những công viên hoặc những thị trấn xung quanh. Thưa quý vị, bản tin cuối ngày sau đây cho hay Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đang được điều trị tại Bệnh viện Mass General Hospital. Phần tin chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị. Sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đã được chuyển đến Bệnh viện Mass General Hospital để điều trị sau khi ông bị té xe đạp tại Pháp. Theo tin tức cho biết, ông Kerry trong chuyến công du tại châu Âu và trong giờ nghỉ, ông đã đạp xe trên tuyến đường được sử dụng Tour de France. Ông đã bị ngã té khi quẹo và vút lề đường quá sâu. Ông đã được máy bay quân sự Hoa Kỳ C-17 trở về phi trường Boston Logan Airport và đưa thẳng vào bệnh viện. Theo bác sĩ tại Mass General Hospital cho biết, xương đùi của ông bị gãy nhưng cuộc giải phẫu điều chỉnh đã thành công và hiện giờ đang được điều dưỡng. Thư mời Đại hội Toàn quốc Cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức đêm hội ngộ Alpha được tổ chức tại Entry Night Hall, địa chỉ 7017 South Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32809 vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2015. Liên lạc ban tổ chức, ông Phạm Trung Cang qua số 404-405-9730, Huỳnh Thanh Nhơn 707-341-3534, Vũ Hồng 407-721-3066, Trần Minh Trung 407-617-7161. Đại hội Cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức toàn quốc xin kính mời quý đồng hương đến tham dự đêm hội ngộ Alpha. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, đây, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây, gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa, còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. À, luôn cả money order, em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà, tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Ừ. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em.
Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail, thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn, em thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha, có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Chủ nhân xin kính chào quý vị khán giả của đài SP10. Kính thưa quý vị, hôm nay là chủ nhật ngày 24 tháng 5 2015. Trường Giang đang có mặt tại nhà hàng Sài Gòn Seafood để tường thuật lại ngày kỷ niệm 5 năm ngày hoạt động của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Kính thưa quý vị, ở đâu có cờ vàng là có tự do, dân chủ, nhân quyền. Và những hình ảnh của cờ vàng của các cô bên Hội Phụ Nữ đã cho chúng ta thấy đây là biểu tượng của tự do và dân chủ. Và Trường Giang hy vọng rằng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục xảy ra trong những năm sắp tới và cờ vàng luôn lúc nào cũng bay phấp phới trên nền tự do dân chủ của tất cả các người Việt ở hải ngoại. Và một ngày nào đó chúng ta có thể thấy những lá cờ vàng ba chọc đỏ này hiện diện trên đất nước của chúng ta, trong khi và ngày đó là ngày đất nước Việt Nam và hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ có tự do dân chủ. Và Trường Giang xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng tại tiểu bang Massachusetts. Thì Trường Giang rất là vui và rất là hân hạnh lại gặp lại được bác Đảo, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, kính thưa quý vị. Và hôm nay thì Trường Giang, thì nói tới cờ vàng thì Trường Giang rất muốn là những lời chia sẻ của bác Đảo, thì bác có thể cho Trường Giang biết là Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, nói tới cờ vàng thì có ý nghĩa gì sâu xa đến những người phụ nữ của Việt Nam, thưa bác Đảo? Cái Hội Phụ Nữ Cờ Vàng này thành lập ra đó, sự thật ra thì lập ra để xác quyết minh xác là nghĩa là những người phụ nữ này sẽ đấu tranh cùng đứng chung đấu tranh với tất cả những cái cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. Nhưng thật sự mấy bà này đấu tranh lâu rồi, mấy bà này sự thật là ngay từ khúc đầu mấy ông làm cái chuyện gì các hội này hội kia thành lập ra đấu tranh này không có mấy bà làm không có được hả. Mấy bà luôn luôn đã đứng sát với mấy ông ngay từ hồi chiến tranh á. Ở mấy nước nhà đó mấy bà cũng đã đứng rồi, ở nhà lo cho con cái này kia, chồng đi hành quân diệt giặc.
mẹ bà ở nhà bao nhiêu nỗi hồi hộp, bao nhiêu những nỗi khó khăn, lo lắng, lo âu này kia là mấy bà gánh dịu hết. Rồi mấy ông đi ở tù, mấy bà ở nhà một mình làm cha luôn, lo cho con cái vượt biên này kia qua lên này. Thì mấy bà nó công cảm, mấy bà lớn lắm. Hôm nay thì khi mà bắt đầu nhìn xung quanh cái ngày kỷ niệm này thì bắt đầu thấy những cái áo vàng màu vàng ba sọc đỏ rất là duyên dáng, thì bác đạo nghĩ tới cái gì, bác đạo cảm giác như thế nào khi mà nhìn thấy những chiếc áo bay phất phới và những cái bác tuyệt đẹp như thế này hôm nay thưa bác đạo? Thì mình giờ mình thấy hồi xưa thì mình nói rằng hai Bà Trưng phất cờ vàng khởi nghĩa chống tù đình ha rồi dựng nước đầu tiên á chúng ta nói. Thì bây giờ thì mấy bà là nơi nói gương thứ hai bà, con cháu hai bà. Thì mấy bà bạc cái màu vàng tượng trưng cho cái màu của quốc gia dân tộc mình. Cái đó là đúng rồi còn gì nữa. Mà nó có một cái nữa, mấy bà này lập cái hội này ra tôi thấy có cái hay. Hay là ở chỗ là cái chuyện mà sát cánh cùng chồng, sát cánh cùng các hội đoàn là cái đó dĩ nhiên rồi. Mà nó còn cái nữa là mấy bà là một cái người mà có thể nói là để cân bằng lại những cái sự mà nếu có những cái sự mà mình gọi là ở trong các hội đoàn nó có những cái chuyện mà không được vui với nhau đó, thì mấy bà là luôn luôn đứng ra cũng như có cái tính cách là chẳng hạn như là xóa hòa giải cái này rất hay. Mà hãy có chuyện gì đụng trận á thì mấy bà xung xong đi trước, đừng bà qua xứ này đó cửa nào đạp cũng lọt hết. Đừng ông mình còn dè dặt chứ đừng bà có cái đó. Thật ra cái hội của Cô Giang tôi thấy có lý lắm chứ. Tôi chuyện Giang thấy biết là khi mà mình nói tới cờ vàng ba sọc đỏ thì mình nói đến nền tự do, cái biểu tượng cho tự do dân chủ, và các cô, các bác, các thím ở đây thì luôn luôn nào cũng mang cái biểu tượng đó đến cho mọi người, và hy vọng vào một ngày nào đó thì chúng ta đem cái biểu tượng này về đến Việt Nam, nơi quê hương của chúng ta. Chắc chắn là nó như vậy, lúc nào thì cũng cái đó là để cho tất cả chúng, không phải đâu, không phải mình đòi nói đoàn ngũ quá nhân dân gì hết. Nhưng mà mình nói là tất cả cái đoàn ngũ phụ nữ cờ vàng này nó lúc nào đó, để nói cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái lực lượng phụ nữ của quốc gia, chứ không phải phụ nữ mà kiểu như là cái phụ nữ mà của cộng sản nó xây dựng lên nó làm mấy cái chuyện đó. Tội nghiệp mấy chị em đó bị tụi nó lợi dụng, mấy người phụ nữ đó bị tụi nó lợi dụng, thấy không? Chứ không phải. Còn mình, những người phụ nữ của mình ở đây đó, mình trân quý mấy bà, và mấy bạn đó là hết mình, hết lòng, hết tâm, hết ý, thủy chung với công việc của chồng, của con. Cái đó là một cái mình thấy nó hai cái nó khác trong vấn đề. Chị Kim Chi, nhân dịp trong ngày 5 năm kỷ niệm ngày hoạt động của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng tại tiểu bang Massachusetts, chị có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình và cái ý nghĩa của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng năm nay, của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng như thế nào thưa chị? Cái cảm nghĩ của Hội Phụ Nữ là của Kim Chi là rất là sung sướng, tại vì mình là phụ nữ mà qua được ở cái đất nước Hoa Kỳ này, vượt qua được cái giống như là thuộc cái nội trợ, như là làm trong cái trách nhiệm của một phụ nữ trong gia đình, thì mình có được một cái cơ hội đóng góp để mà các chị phụ nữ với nhau đóng góp, làm một cái công sức cho nhỏ bé, nhưng trong cái phần nhỏ bé của mình, để mà hy vọng là cùng chung tay với các người Việt Nam khác của cho đồng bào của mình, để mà sớm dẹp bỏ cái chế độ cộng sản để đem lại tự do dân chủ cho đồng bào trong nước. Thưa chị, khi mang trên mình lá cờ vàng ba sọc đỏ, một cái áo dài thật là tuyệt đẹp, thì theo em nghĩ thì chị rất là hãnh diện và danh dự, thì chị có thể chia sẻ cảm giác của mình như thế nào? Rất là hãnh diện, thật đúng như vậy. Tại vì Kim Chi lớn lên thì không có biết nhiều về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà sau tìm hiểu và hiểu biết thêm thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa. Còn cho nên khi mà khoác được cái áo đó trên mình thì rất là hạnh phúc. Mong muốn của chị như thế nào? Thì theo Trường Giang biết thì chị cũng có một đứa con gái cũng tham gia trong các hội đoàn trong cộng đồng, thì chị muốn gửi gắm những gì đối với thế hệ sau này, thế hệ con cháu của mình, và chị là một người đang tiếp bước những cô đi trước của chị, và muốn gửi gắm với con gái của mình là mình người Việt Nam, mình chạy trốn
từ bỏ cái chế độ cộng sản, tại vì Kim Chi lớn lên trong chế độ cộng sản rất là bị cái chế độ ngược đãi, rất là đàn áp, không có đối xử, không có một cái chút tình người. Thì qua đây mình có cơ hội thì mình đóng góp một cái phần cái nhỏ bé của mình, thì hy vọng là mình làm những việc mình làm, con cháu của mình thế hệ sau này thấy được, tiếp nối để làm sao mà sớm đoàn kết với nhau thành một cái khối, và người hải ngoại và trong nước và những thế hệ trẻ ở đây và ở Việt Nam để mà dẹp tan cái chế độ cộng sản, để đem lại tự do hạnh phúc cho người dân. Và cho khi mà mình về nước Việt Nam thì mình cảm thấy nhìn những đồng bào của mình thì mình không còn phải trăn trở nữa. Dòng máu thiêng còn được nồng vàng trái tim, do không cùng tài trai vui khách cứu, cây sơn hà còn trong hơn sương máu. Dù thành thị hay thôn trang ai ơi, lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời. Từ ngày mà các cô thành lập ra cái hội phụ nữ Cờ Vàng á, thì chỉ có một mục đích là tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, và hơn thế nữa là tranh đấu sao cho cái toàn vẹn lãnh thổ, không có để cho bạo quyền cộng sản mà cứ cắt hết đất này rồi biển nọ, biển của mình, đất của mình mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vì tham nhũng, vì hối lộ mà bán đất, bán đảo, bán biển cho Tàu Cộng. Thưa cô, chúng ta cũng biết rồi, sự đối lập giữa hai lá cờ đó là cờ đỏ sao vàng và cờ vàng qua sọc đỏ. Cái ý nghĩa sự khác biệt, theo cô nghĩ là như thế nào? Thưa phóng viên Trường Giang, là tại vì cái lá cờ của mình đó, nó xưa lắm rồi. Nó ba cái sọc đỏ này là miền Nam, miền Bắc và miền Trung. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam Cộng sản bây giờ á, là một trong những cái lá cờ của Tàu Cộng, đó là một thành phố của Tàu ngày xưa đó. Nó không có đại diện cho nó không có đại diện gì cho Việt Nam của mình hết. Mà cái đó là một tỉnh của Tàu Cộng, nó có cái lá cờ như vậy. Thành ra chúng ta phải tranh đấu để dẹp bỏ cái lá cờ và cờ đỏ sao vàng của nó đi. Chúng ta đem lại cái lá cờ trở lại về Việt Nam. Rất là một ngày rất là gần, chứ không có xa đâu. Sau 5 năm hoạt động thì sự phát triển của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng như thế nào thưa cô? Sau 5 năm hoạt động thì quý đồng hương ở đây cũng đã biết và hiểu rõ những cái hoạt động của chúng tôi, cho nên quý bà đã vào nhập hội rất là đông. Từ 12 người bây giờ lên tới 36 người. Cho nên chúng tôi cũng rất vui để và có sức lực, có ý chí, có cái niềm tin để còn tiếp tục công việc này cho đến ngày thành công. Mong muốn của bà thì đối với Hội Phụ Nữ Cờ Vàng thì như thế nào? Mong muốn Hội Phụ Nữ Cờ Vàng của chúng tôi là chỉ muốn được về trở lại quê hương với tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Minh Khoa và Phương Chi xin kính chào quý vị khán giả và kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2-3 Lẹ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẹ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171.
Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vinmart. Chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vinmart để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vinmart 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vinmart 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị, đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Bạn có phải là chủ tiệm nail không? Đang nhức đầu vì sự khó hiểu của lệ phí thẻ tín dụng, thất vọng vì sự khác biệt ngôn ngữ làm trở ngại trong giao tiếp. VMS có chương trình giá cố định sẽ làm lệ phí của bạn đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ khách tốt nhất với dịch vụ chăm sóc khách hàng vui vẻ, chuyên nghiệp và tận tâm. VMS không chỉ là công ty xử lý thẻ tín dụng lớn nhất và tốt nhất của người Việt, mà hơn nữa, chúng tôi thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa và doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí trước khi bạn quyết định đăng ký với công ty khác. 1-844-VMS-0100 Vietnamese Merchant Services là cuộc gọi đúng nhất cho doanh nghiệp của bạn.